bấm 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 ship đi bạn. Rồi ok, mà mày có nghe, ủa sao không nghe tiếng nữa ta? Tao nghe tiếng. À rồi ok, tao nghe rồi. Chơi normal đi được nha. Nhà to Nhạc to hả? lắm. Ừ. Ủa? Tao nghĩ là mày mày dễ đi lắm gì ạ. Tao chưa ấm chim đâu. Không không, nhạc này thì không sao. Từ từ để tôi chỉnh lại coi. Concept. Nghe còn to không bạn ơi? Vẫn như vậy các bạn. Ủa? Rồi còn tiếng không? Hết rồi. Rồi có tiếng bự không? Tiếng em có Mày bự không? giảm xuống. Mày giảm xuống thứ hai, mày giảm xuống cái này đã bước 4 này. Rồi ok chưa? Như này đi. Rồi nhá, từ từ nhá. Từ từ, giờ cái này tao tăng lên đã rồi. Mày có nghe tiếng game lớn không? Không, vẫn vậy. Có nghĩa là lớn hay nhỏ? Được, 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 được. Ok, mà tao sợ bên tao lại không nghe gì hết. Bên ta lại nghe nhỏ lắm. Kỹ đó. Sao rồi? Được chưa? Ý là rồi đấy mà mình không nghe thấy tiếng gì hết. Tiếng game á. Bạn không nghe gì luôn. Ừ. Cái gì? À, từ từ. Cái gì nó sai sai ở đây? Bởi vì nếu như mày nghe thì tao phải nghe chứ đâu. Bây giờ To quá đúng không? bây giờ này mày mày để bước hai đi, mày để bước hai đi, mày để bước hai đi, hai hai Nó tự nó tăng lên kìa. rồi Rồi. rồi 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 bây giờ để tao live live stream trên Discord cho mày nghe trước nhá. Ý là vấn đề Tao đấy nghe thì bình thường lắm. vấn đề này không sao, nhưng mà bên âm thanh của bên ta thì nó lại không có. Để coi như thế nào. Shoot on. Ủa, trưa nay lại đâu có vấn đề về âm thanh đâu ta? Hay là mày giảm, Đâu, chưa to. hay là mày giảm âm thanh của mày xuống. Âm thanh nghe Ừ. ấy, mày hiểu không? Âm thanh nghe của mày ấy, mày giảm xuống. Ừ, Đúng được. rồi. Trời ơi, mày để cao đấy hả? Âm thanh nghe là cái nào? Âm thanh nghe là cái ngoài cùng. Từ từ. Đây nè. Ừ. Rồi bắt đầu tăng cái này lên. To không bạn ơi? To đúng không? Alo? Không nghe mày nói gì cả. Alo? Cái tiếng game nó nghe to quá, tao không nghe mày nói luôn đấy. Alo, alo. Nghe nghe nói à. Từ. Mày đang xài cái loa này là loa ngoài à, hay là loa tai nghe? Nói tai nghe nè. Tai nghe thì sao nó lại mày mày cắm cái đường của màn hình à? Ok, mày thử ấy chuyển đi. Được. Không, sao mày chuyển qua bên kia đi. Rồi.
Đấy mày chuyển đi thì nó lại mất hết âm thanh khác. Chắc rồi. Sao cứ người xem cứ bình tĩnh mà làm thôi, ngày mai nó xong. Alo, mày đang thử hả? Tao tao nghe mày nhỏ lắm. Mày nghe tao nhỏ nhưng tao nghe mày lớn này thì đấy, được chưa? Mày nghe tiếng game gì không? Rồi có nhưng mà hơi nhỏ. Mày tiếng game nhỏ rồi. Ok. Ý là nó nhỏ lắm luôn đó. Nhưng mà mày nghe được là ok rồi. Được, vô game này. Từ nhá. Rồi. Tao nghe vậy là ok rồi đó. Được chưa, để tao vô game. Ủa sao tao bấm stream không được ta? Nó làm sao? Nè, tao đổi rồi nè. Tao bấm stream trên cái OBS này rồi bấm tiếp tục. Làm sao để stream? Là sao mày không cho tao coi, tao có biết gì đâu. Nè. Thì bấm F5 nó tự ngay thôi. Rồi, vô. Nhau. Rồi. Chọn đi bạn. Chọn nào? Alo. Nghe. Mày chọn thằng nào? Ok. Ăn súng đi bạn, ăn súng đi, ăn súng đi. Đó. Chạy bom. Thấy mấy bạn nó bắt đầu nó già rồi, sợ rồi đấy bạn. Có cảm thấy nó hơi có lúc nó giật giật không? Alo, Mình chơi thì không giật vào bạn có bị kìa. giật giật không? Có bị giật giật không? Không, mình chơi mướt nó liền. Ok. Cái con này nó bay ghê đó. Bắn vô cái nó. Ok. Tôi bắn cái nút này nó khó quá. Từ từ, bắn cái này đã. Ok. Ok. Từ từ. Để tao tăng bên tao thôi mà. Tăng cái tiếng này. Bắn cái này để nó răng ra tiền. Bạn xài lạc đà hay xe tăng? Chạy bom đi bạn, không chạy bom.
Tao nó quá chỉnh sao mày? Bấm ship đi, Của bấm tao ship đi. rồi. Bấm ship mày chết rồi. Rồi luôn, mất lạc đà luôn. Tao phải giữ cái phí mấy nó cũng bị đi á. Từ từ bạn ơi, mình chuyển lại cái màn hình chờ phim á. Từ từ, từ từ. Rồi đi tiếp bạn ơi. À mà bây giờ có phải copy cái link của ấy vào vào OBS gì không? Không 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 không. Mày đổi mày sao đi. Sao cái stream nó chưa lên coi? Nó như thế nào? Ở trên OBS nó đã ấy chưa? Nó đã bắt đầu ghi bắt đầu stream chưa? Biết né à bạn. Mẹ này không được luôn đi, trời nó dí vào góc rồi. Né ghê quá. Bạn vô ngập đi. Chết rồi. Chào ông nha. Đúng hẹn thế nhờ. Ai chỉ chim của tao chưa lên này. Mày đang bấm chuột qua bên chỗ khác hay gì vậy? Hello ông nha. Từ từ. Từ nhá. Xong chưa? Xong chưa? Từ từ. Đợi chút xíu nha, nó đang chỉnh setup cái máy của nó. Quay ai quay coi bạn không? Có. Ờ cái ông quá hả? Ờ. Ông nghe tiếng game nó có lớn không hay nhỏ không hay là sao? Rồi cái tiếng giọng nói của tôi thì nó có lớn không? Sao con stream lên không được ta? Nó làm sao? Nè. Mày kéo cái OBS qua. Stream rồi mà. Hay là mày đặt lại cái này rồi mày có ấy không? Đặt lại rồi. Đặt lại rồi mày có chép qua ấy không? Chép qua OBS không? Không. Trời ơi, chán thì sợ luôn. Rồi. Ok không nha? Bình thường là được rồi. Ông bảo gì vậy? Từ từ, để test nó xong đó. Rồi đó, kéo qua bên kia. Nhưng mà tiếng game nó có lớn không? À, nó có vừa đủ nghe không? Tại tôi sợ là nó nhỏ ấy. Đi bạn ơi.
Ok. Ông biết game này không? Đi chậm chậm thôi bạn ơi. Cẩn thận, thành biến thành là bó bột nhá. Bạn có súng xịn mà bạn bắn đâu? cao quá. Ơ kìa. Chán bạn ghê luôn, nó đã nói rồi. Đi vô đây tao xem. Có kịp đi, làm gì đâu, đi, tao đi, kịp làm gì đâu. Đi vô đây xem có thuốc giải độc không? Ấy kìa kìa kìa. Chạy cho thuốc chạy cho. Từ từ đợi tao. Rồi ok. Biết Minecraft không? À, tôi biết nhá. Biết. Ông muốn chơi Minecraft à? Ngồi xuống là nó không có hội chúng được. Minecraft hả? Minecraft nó thật là tôi cũng chả hiểu, tôi biết nhưng mà cứ bị ngại là tìm hiểu chơi như thế nào á. Làm thế nào để mà chế thành được cái đấy đấy. Ôi kìa, mất súng lửa rồi. Chọi bom bạn, trời ơi. Ê. Biết rồi, chọi bom là cái gì rồi, tôi quên mất rồi. Chọi bom là W. Đúng không ta? Đúng rồi. À, ok. Chúng già kìa. Cái bạn này đớp thì chúng chạy rồi. Ủa vậy hả? Xong bạn luôn. Ừ, tôi có chơi Minecraft. Đi tiếp luôn bạn. Từ từ được không? Từ từ chờ một xíu luôn. Ok. Minecraft. Ông chơi là theo kiểu chơi luôn, có nghĩa là chơi một mình hay là chơi online như thế nào? Ok, xong hết di chuyển được rồi. À, mình quên, đi chuột ở chỗ khác rồi. Mọi bạn ơi, kìa. Rồi, đi. Tôi mới chép qua kênh của tôi đâu. Cái dạ. Ở dưới cùng rồi. Nói chừng chúng là cũng bị biến đó nha. Rồi, má dữ dạ rồi luôn, hai thằng luôn. Thành ma bóng hồn luôn. Chết bà cho xong. Giải thoát. Ê, có chừng của bom. Kiếm nước dài cho bạn. Má đâu có nước dài. Đây đây bạn ơi. Ông thích mà tôi chơi game này hay chơi game quá? Ấy, tôi dạy đi. Ở trên này có lúc dạy chắc luôn. Nhảy lên nhá.
dạy trên này nè bạn, điểm mẹ đéo phải luôn đó. Lên 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 lên, đi lên đi lên. Bạn. Lên lên bạn đây. Ok ạ. Có vậy thế nhờ, ok. Ấy. Ấy. Anh lòe luôn. Nhảy qua này. Xong ra luôn. Rò luôn. Nhảy qua được không? Từ từ. Đi này. Kinh quá. Ngồi xuống anh ơi. Ở kia. Ở đứng lên luôn à. Má chết hai thằng luôn rồi. Đi qua bên này. Mày. Mày. Mày quá. Ghê vậy bạn. Từ từ nha, mình đợi mình đi tính nhảy qua kia. Bấm ship cùng tao coi. Ok rồi, làm sao để tao vô? Ok bấm restart không đéo được. Từ từ nha. Từ từ. Đó bạn ơi. Ơi. Bấm ship. Rồi đi tiếp này. Ủa cái súng mình là súng lửa hả? Ờ. Mai rap ông chơi lâu chưa? Game mới lâu lắm luôn nữa. Tính ra Minecraft mà fit đồ họa đẹp lắm á. Chuẩn bị ta đánh boss bạn ơi. Đó này, ta đánh boss rồi. Đấy, boss thằng một con đi. Dạy. Nó nhảy lên được ta. Để một vừa thì mình đánh súng bắn. Anh đi. Chưa kịp gì luôn. Tao nghi rồi. Ủa chị bắn xuống dưới bắn xuống sao? Dí má mất robot luôn. Dí xuống dưới. Dí như bắn không được. Nè nhảy lên rồi dí xuống. Hiểu không nè, như tao nè thấy không à. Ê có súng. 2 năm rồi. 2 năm nhưng mà giờ còn chơi không? Má chết rồi. Bấm ship kìa bạn.
chở bom nhanh nhanh. Ê, chạy 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 ra ngoài. Chạy cao lên. À, không lên nổi luôn đấy. Sao vậy, chết đi trời. Mà cái con này nó khổ quá. Chạy chở bom ừ. Rồi nhảy tiếp. Úi trời ơi. Này khó quá. Chờ tí bạn ơi. Hãy tiếp tục chờ một tí. Ông thêm tôi chơi có hay không? Không biết tên tôi có hại, bọn tôi chơi có hay không? Hay thì qua cân tôi cho chim một sóc đê. Hợp lý không? Tôi xin có quá đáng không? Không cho. Rồi vào đây. Hay sao? Như ông là ông thích của tôi chơi game này hay chơi game hôm qua? Hay phết nhỉ. Còn nhiều cái mấy game cuốn lắm. Tôi sẽ chơi từ từ. Kênh ông tên gì nhỉ? Nguyễn Tiến Đạt, Tiến Đạt Nguyễn hỏi ai nhỉ? Đấy, tôi gửi lên rồi đấy. Tiến Đạt Nguyễn. Ok kìa. Xếp đi bạn. Xếp một cái thôi. Xếp cái hả? Tôi gửi link rồi đấy. Gửi link gì ở đâu? Ủa, ông mail không thấy link của tôi gửi trên ấy à? Hôm qua hơn rồi. Thích. Hay là bạn tắt vậy rồi? Tắt gì? Không tắt. Cái gì hôm qua hơn? Cái hôm qua hơn đấy hả? Ơ kìa. Chó này. Từ bạn ơi. Cầm tiếng. Thấy nhà. Hình như là không cho spam. Từ được cho ông chờ tí nhá. Để tôi sao chép cái link lại pháp. Cho kỳ ta sao không. Hay là bạn không cho comment mà. Không biết bạn ơi. Anh heo là bị mập ú ù lên á. Ok, sao nó không mập ta. Ráng phá đạo cho con game này trong một hôm nay đi bạn ơi. Anh xuống dưới này. Ok, nhảy vậy mà con chín bực thế à. Bom là nhanh nhất. Ok. What? Ok. Bực thế nhờ. Cho mày đi. Hầu mày à, mày từ nãy giờ. Này. Từ nãy giờ. Ok. Ồt mẹ rồi. Từ nãy giờ. Không xíu đi bạn. Rồi. Cái thôi. Rồi sao? Go go go. Let's go, let's go. Chạy bom bạn ơi. Má tiêu luôn. Cái gì vậy bạn? Bắn vậy có trúng gì đâu.
Không đúng hả? Không. Ơ kìa. Bạn còn 12 chế bom thì sao không chọn? Bắn nữa hả? Bạn không có chế bom thì sao bạn không chọn đi? Ơ kìa. Sao lại chọn đá nhỉ? Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi, nhảy qua này. Bắn đi bạn. Tôi tin bạn. Tôi tin chắc là bạn đi rồi. Tôi không đi rồi. Bắn liên tục luôn. Bắn liên tục mà bạn. Sóng giá. Bắn liên tục mà không phá được cái bom của nó. Rồi ok bạn ơi. Bó nào, bó nào. Ờ, có bó, có bó. Có kéo gì khó đấy. Cứ đứng ở giữa là được, cứ đứng ở trong ở giữa là được. Ơ kìa. Chạy thui rồi. Thế đéo nào mà cái... Nó khó thế, cái ấy nó cứ... Lại đi rồi cũng chết à. Nếu mà nhiều xíu đâu đi bạn. Nó chở được cái... Cái xe tăng nó hay ghê hết à. Ơ kìa. Chết nó lắc nha. Con boss này nó không có gì máu ta. Hôm qua hơn là sao không? Là thích. Chưa hiểu thì nãy giờ ông chưa giải thích cho tôi hiểu. Là thích chơi game hôm qua hơn hả? Bạn là làm việc gì nữa à? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa mà sao tao sao chép cái link của tao mà không có được ta? Ủa mà tao chat lên cái của mày không được luôn. Thấy rồi, mình thấy rồi. Bạn thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Là bạn ấy đi à? Hay sao? Không biết, mình không biết bạn ơi. Hình như gửi link không được hay sao á. Kiểu nó chặn mình spam link á. Thấy chưa? Không thấy, không thấy. Trời ơi, bạn sao chép cái coi xong rồi bạn gửi qua cho Cine đi là nhanh nhất chứ có gì đâu. Ông kia nữa kìa. Đưa đi vào đây. Đâu rồi? Được rồi, vô đây. Cười đau cả bụng. Đi chơi trong cười. Người là vui đâu ơi. Có lấy máy bay nha. Chết mẹ rồi. Lấy xe đi. Để coi bạn đổi nó mà giữ được cái máy bay nó bao lâu. Như bạn mới bay và bạn đi bay ở trên bạn bay thấp chi vậy bạn? Chạy xuống cũng được. Rồi chạy bay đi, cứ bay đi.
Bay cao lên đi bạn, đừng bay thấp. Hình như là nó không cho spam lên đâu. Đúng rồi, ở trên trên bảng comment hình như nó chỉ cho chat thôi chứ nhảy ra. Nó chỉ cho ấy thôi, nó chỉ cho chat thôi chứ nó đâu có cho gửi link. Thôi rồi, không gửi cho ông kia rồi. Ý là mấy bạn coi của mấy cái YouTuber khác, họ streamer khác họ cũng vậy mà, họ đâu cho gửi link, YouTube đâu cho gửi link. Cái bot bạn ơi. Đó, nó ăn hết rồi. Nhảy ra. Ok. Đọc thế. Đọc thế. Ôi kìa. Chạy ra. Ôi kìa. Chạy ra. Ê, chạy lên. Úi dồi, dài quá. Bom cho nó nhanh bạn. Trời ớt ơi, nó chọi bom mà nó chọi bom ra ngoài, vô trong lòng luôn trời. Quá, nhìn thấy mà nó tức cái trời. Hết mẹ bom rồi. Chạy lên. Rồi. Mình khó rồi bạn ơi, ok. Đâu thế là cho tao bắn không được thôi. Cười quá. Đứng yên đi bạn. Đang vô bạn. Bấm. Mày lại bấm cái này cái khác à? Đâu tao đâu bấm gì đâu. Đi ra đây. Tao bấm gì đâu mày. Ấy. Má vừa ăn cái số mày ham ăn thuốc uống tức á cho bom bạn. Ô mình mập rồi nè bạn ơi, mình ăn mèo hú nu rồi. Bảo vệ bắt giới rồi luôn. Ok né bạn ơi. Okay. Xuống. Trời đất ơi. Tao cú xuống kịp luôn đấy. Tao thấy là biết tao cú xuống ở đâu mà. Không chạy lên. Mày súng ấy kìa. Đất cứu được ông già luôn. Đi à đây đi bạn xài bom nhiều vô bạn ơi. Má nó ăn súng mình luôn á, mình chết đi mình để nó có cái súng mà nó ăn luôn mày. À đây mình ăn rồi, có ai súng mà còn mày có súng rồi đấy. Đi nhanh này, đi nhanh này. Từ. Mày bị... Ây, chết vậy. Mày chờ tôi chứ. Cái này là hai thằng đi cùng chứ.
Cho bom, cho bom, cho bom. À chết rồi, để nó xử thằng chết. Má thấy xử hơi lâu nha. Xử hơi lâu. Nhà trưởng héo đây. Bên Đạt con nghe tiếng TV nè. Tiếng phím cơ với chuột hơi to. Tiếng phím cơ là tiếng cuộn đạp mà. Đi tiếp này. Ok ok bạn ơi. Tại vì cái mic nó hơi ấy quá. Tại vì đang chơi trên một máy của bên bên kia. Mà bên kia cái tiếng game này ấy nó không có tắt được, cho nên là phải giảm nhỏ xuống thì giảm thì nó cái phím cơ không hiểu sao mà cái mic của mình nó bị thu á. Nó bị ấy heo luôn. Thu ghê quá. Ấy. Mày đớp luôn đi, mày ăn hết súng luôn đi. Đấy. Ăn hết đi. Mày đấy. Mày. Bấm ship đi. Má mày nhịn mày lâu lắm rồi á. Mẹ mấy con lợn này mày giết đó. Bực á. Giết đó. Giết đó bạn ơi. Tôi tin bạn. Má bật mod rồi, bật mod lên rồi. Ôi hai thằng mập lên rồi. Hai thằng cũng đu rồi. Hai con heo rồi, hai con heo rồi. Uống đu rồi. Hai con heo đi bạn ơi. Đi bạn ơi, bất khả chiến bại này anh em ơi. Bất khả chiến bại hả? Ok, trời ơi. Sao vậy? Chết rồi. Con chó này. Ơ kìa, bạn cũng đu luôn kìa. Rồi bạn cũng đu rồi. Rồi nó mất con heo mà, buồn quá. Subscribe đi, cái đặt bữa này. Subscribe được rồi nhá. Cảm ơn rất nhiều nha. Ok kìa. Bot bot bot. Làm sao bây giờ là cho nó đỡ thu cái ấy ta? Cái game này nó chịu quá. Lý do gì mà sao nó thu cái tiếng của cái này ta? Ok kìa. Bây giờ nó ở đâu vậy? Ủa bánh mà sao không có được? Né đạn bạn ơi. Tao biết bắn sao chúng luôn đấy bạn ơi. Cái đầu súng này mày thấy không? Tao đang bắn này. Chợ bom bạn ơi, trời đất ơi. Né. Nó né mà né nó kịp. Ông già kìa, ông già kìa, ông già kìa. Má con né kịp luôn á trời. Trời ơi. Chết luôn à. Đánh bạn trong cả lưng. Thật sự. Làm sao để giảm được ta? Ngay giờ kiếm được cái mic trời. Ủa thế nhỉ? Giảm cái gì? Giảm tiếng tiếng bàn phím hả? À hứ, tiếng phím cơ nó to quá, nó có tao coi nghe này, tao coi rồi. Test thử rồi. Từ từ bắn nó đùng luôn đấy. Bắn nổ xe để lấy đồ. Cái gì trời, má sao đạn nhanh chứ vậy? Kịp luôn á, mà có con lợn. Để đi bạn chơi được ạ. Bạn là vô địch. Đi đi đi. Ây da. Bảo vệ xe tăng bạn ơi. Ây. Trúng rồi. Tôi xong rồi. Cái chó này.
Thôi anh em cứ qua bên tôi xem được rồi. Lâu chưa sang. Chết hai rồi. Má chuyên gia mình chết mà nó ra đạn xong rồi à, ra súng mà bạn ăn của mình. Bạn ơi, mình bắn ở dưới cho bạn ơi, bạn bắn máy bay bạn. Từ nãy giờ bà bắn máy bay đi, bạn bắn máy bay đi. Máy bay gì đó, lấy bắn máy bay mà. Sao vậy? Anh hồn. Một cái rồi. Nè không nổi luôn, trời nó rải rồi. Bực á, lợn này. Ghét nó thế nhờ. Bắn nó. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Từ từ, từ từ. Đâu ta? Đi đéo đi đủ mới đi chạy đồ ra ngồi ăn là hết được rồi. Sao nhỉ? Bảo vệ tôi. Bắt không có kịp. Được chưa? Có súng kìa. Trời đất ơi, lé vậy luôn rồi đó. Lé tới công chuyện luôn. Má cái game này mà không chết thì đổ nó hơi khó nhỉ. Chơi đổ nó phải biết đứng chỗ nào luôn. Mình bắn bay vô. Ok bạn nha. Né bạn ơi. Đứng vô cái khe dưới giữa của đạn đấy. Kìa, sắp chết kìa. À, đúng chung. Game này siêu anh cũng chỉ có chơi hả? Game này nổi tiếng mà. Game này kiểu... Ê! Chọi bom, chọi bom, chọi bom, chọi bom. Trời ơi, trời! Mình đi bắn chết rồi. Trời ơi! Má, mình bắn chết vậy là bạn rồi chạy. Không ạ, chán thiệt luôn. Mới cắt cổ luôn kìa, con mới có lên nè. Linana, Linana hồi xưa chơi đâu này. Ok á. Thôi tụi bay đi. Mình xử hết cho bạn ơi. Mình xử cho bạn ơi. Ok á. Bắn loại xả trên.
Cái gì luôn? Mấy con máy bay để nó trâu á. Chỉ kém đi thì vậy à, kém chứ hư, mẹ mấy năm trời cũng phải hơn chục năm không chơi rồi. Hồi xưa chơi có một số con game chơi rồ lắm, chơi chơi mà không không chết bạn nào luôn, mà kiểu kém đi không chơi kém là chơi kém không nhìn cái tên nó thôi là thấy kém rồi chưa. Ok à? Từ từ. Có xe bạn ơi, một cái luôn. Lùi lại bạn ơi. À, không kịp luôn á. Hồi xưa có những con game mà gọi là chơi đỉnh đỉnh cao nỗi là biết là đi tới đó là gặp cái gì đứng ở đâu luôn. Bạn ơi, bạn bảo vệ mình bạn ơi. Con lợn có chị chạy bom. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tại sao tao hỏi mày không có bom hả? Có nè, chọn bom nè. Trời ơi đất ơi. Chọn bom nè. Trời ơi. Bom bạn, trời quá trời đi bạn. Trời mẹ ơi. Trời bom quá trời nha. Trời đất ơi. Đó, nè có nữa nè, chọi nè. Vẫn đều nổi. Thôi dữ lắm luôn đó. Tất cả đã kết thúc. Mà nó không chết luôn á. Thế vậy chứ mấy con game PS1 những game khó lắm ấy nha. Khó đến nỗi mà chơi không phá đạo được luôn á. Hồi xưa tôi có nhiều con game tôi khó mà tôi chơi mà tôi cứ không hiểu sao hồi xưa mình làm được cái chuyện đó luôn á. Là cứ chơi thôi. Cứ chơi nhưng mà cứ tới đoạn đấy là chơi đéo qua thì lại tắt máy, xong rồi hôm sau lại bật lên lại chơi lại tới khúc đấy. Cứ hoài hoài luôn mà không thấy chán. Sư tôi làm mấy cái việc thấy hay thôi. Ủa cái kia là cái gì vậy? Head kill lệch à? Head kill lệch. Ây da. Head kill lệch là head queen mà đúng không? Cái trò đấy hình như có trên PC thì phải. Trò đấy mình cũng phá đảo không được. Không biết là Tiến Đạt Nguyễn biết có phá đảo luôn. Cái game ấy hình như là từ xưa từ nhà của Tiến Đạt Nguyễn đấy. Ủa mà game này nhiều còn lâu không gì? Lâu mà. Mà bỏ có mấy bàn mà thôi mình chơi mấy giờ. Bạn đi nhanh đi, trời đất ơi, bạn bắn lâu vãi liều. gần tới rồi. Còn khoảng thêm 3 màn nữa hay sao? Chạy đi bạn, để tao giết mấy con này cho xoáy cái này. Xoáy cái này là xoáy đây sao? Này, mày thấy không? Tao đứng, tao cầm cái chục cái xoáy này. Đó, ok. Này bạn. Thôi bạn đoàn ấy đi, bạn giỏi bạn đoàn chơi đi. Bắn đi ghê, bắn ghê đi. Trời đất ơi, tôi dở. Bạn chỉ tôi đấy, rồi. Rồi luôn. Đi, vừa đi vừa bắn được không? Chết mẹ tôi rồi. Mày ăn cái thằng đi nhanh bạn ơi. Game này kill lợt. Ủa mà sao tao giết nó mà sao kill lợt nó bị phân vân giữa cái game máy đúng không ta kia.
Ra đạt không kìa. hồi được cái nào vậy? Ghi ra đạt không hồi được cái nào vậy? Không phải có nhường nhưng mà đạt nó không chịu lấy. Có nhường mà nói gì kỳ vậy kìa, có robot đó kìa để nhường cho này. Này. Rồi bạn ơi, má viewer chửi tôi rồi. Bạn lấy hộ tôi cái. Trời ơi, thấy người ta nói mới đầu mới nhường. Game rác là Nếu sao? Hiểu. Game rác là game nào? Nếu hiểu kiểu gì luôn. Đi bạn ơi, đi đi đi. Ai? Mày có bữa nào ngoài được? Chết mày ra luôn. Game rác là game sao? Game rác là game sao ta? Rồi bạn đứng là chết rồi, đúng rồi. Ok. Đúng quá. Xin nha. Mình lấy ghê để mình cân thôi chứ không có gì hết. Mấy con game được coi là game rác nhất ấy. Ông ví dụ cho tôi thẳng mà thử một con game rác nhất coi. Đi luôn bạn ơi, đi luôn bạn ơi. Là dởm ấy. Thì giờ ông giới thiệu cho tôi thử một con này. Mà đi chơi cho ông coi. Đấy, thấy không? Đi đặt nguyện thấy không? Đưa ghia xịn cho nó ngoài nó chết không à? Có boss nha. Bắn đi, bắn đi, dương dương xuống xuống, bắn đi, cứ bắn đi. Ơ okay, kìa, mình nhảy quá. Mình vô trong đây hồi nào vậy? Kìa. Ủa tao nhảy vô robot hồi nào vậy? Ai biết? Mày giành của tao chứ còn gì nữa. Không. Ok. Bắn đi bạn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nhảy. Xong tôi rồi. Nhảy ra không được. Sao mình không chọn chọn bom ta? Đúng rồi. Nhảy bạn ơi. Ây da. Nhảy. Ôi giời. Chết rồi. Nhưng mà sao không lại có thiện cảm với game rác à, game dởm mà. À, ôi bên mình không nhìn xem buồn kiếm trời. Wow. Nay được 5 người xem. Mỗi người cho tôi xin một loại đi. Có cả tàu đây. Cho xin một like, cho xin một like. Em cuốn mày mà. Ok. Ok. Bạn bấm một like bạn đây. Má vô cái chết luôn. Mày cố tình đúng không? Đi tiếp họ phát. Ok à, nhảy xuống dưới đây là đông lạnh chết à. Lâu lắm rồi không nhớ. Ok à. Nhảy. Nhảy. Ê, ê. Nhảy này, nhảy này, bộ đó bác nhảy. Ê.
Hồi qua rồi. Đi bạn ơi, đi bạn ơi, mình bỏ cây cho. Tôi. Nhảy. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Khó thế nhỉ. Đi đi bạn ơi, đi luôn. Đi được. Khó khó khó. Đi được. Không chơi đâu. Xong trả lời tôi thầy. Cái tôi chơi game dộm mà phải giới thiệu con game gì chứ. Cúp điện nhà. Cúp điện nhà. Ông cúp điện à? Ở Hà Nội cúp điện à? Ok mà bấm cái gì các bạn? Ok trời mẹ ơi gì vậy? Nhảy lên này, này tới cái khúc này nhảy lên này. Có thằng boss. Cười. Không bắn được luôn. Mà boy. Ok tôi có tên rồi mà. Không, tôi bảo là cho tôi cái tên game á. Chứ rồi tự nhiên ông nói game dộn game rác không tôi biết game nào. Ok. Cái mập cái voi sát thủ anh luôn. Đi bạn ơi. Phá đảo game này luôn nha bạn ơi. Cũng dễ mà. Lúc gì có ai qua chiến chim mình coi. Ăn vừa thôi. Sorry, hạ mấy lìm thề. Nhưng mà mình ăn là đúng. Tại vì mình cân tim được. Ăn thang với đây. Kìa súng kìa. Này chết này, ăn xong chết này. Bạn cứ né hay sao không hiểu nổ bạn luôn. Lúc gì có ai qua rồi. Đây bạn ơi, trận này màn này với màn nữa như là xong rồi. Làm sao bạn? Màn này với màn nữa là xong rồi sao á? Nhanh vậy? Ờ mình nhớ là như vậy. Nó mập rồi kìa, phải bảo vệ nó. À, con heo. Ơ kìa. Chán mặt ghê luôn. Con heo của tao. Con đội này. Trèo. Bắn. Mấy con này người ngoài hành tinh này. Ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất này. Đó, con này ghê quá. Không có được cái súng luôn á. Tất cả. Đi bạn ơi. Bắn lên rồi. Luôn nhảy lên sao. Có bom đó nha, có chừng có bom nha, nó gài bom dữ. Khó quá. Ok ạ. Đi luôn bạn ơi. Room.io. À giống kiểu trò rắn hả? Hitler.io hả?
Game ấy đâu phải game rác đâu không? Game ấy của ngoài họ làm mà. Bạn bắn xe đi, bạn bắn xe đi. À, thấy xe tới mà còn làm đầu. Chán mà. Cái gì vậy? Bắn súng đi. Nhưng mà sao tôi có nhiều con game hay lắm mà sao không thích coi mà không lại người kêu tôi đi chơi con game này, tôi đang thắc mắc. Uầy, bạn chết công nhận mình đi nhanh thực sự luôn đó bạn. Nó bớt được gánh nặng ấy. Bẹt luôn, cái súng nó đi. À, rồi, ăn thiệt luôn. Ăn thật kìa bây. Má, lỡ chán thì chứ. Lỡ nó dính. Nhưng mà mày coi tao cân tim này. Cân tim, đâu chết chút cân tim. Thấy không? Thấy không? Tim. Thấy không? Thấy không? Rồi chết nè. Chán thì. Đi bạn ơi. Bom bạn ơi, bom. A bom. A bom, đúng rồi. Hôm nay có 4 người xem. Xem gì? Người xem cho nó có tao đấy. Cán bạn tôi. 4 người xem. Bạn xem chi vậy? Lo bắn đi chứ bạn lo xem chi, đi tiếp thôi. Hả? Cục kích kìa. Anh cục kích 10.000. 10 đồng. Đây là cái gì? À, làm sao người lên được cho ông này nhỉ? Bài mình mới không ai xem. Buồn quá. Rồi, màn cuối đó bạn ơi. Chuẩn bị phá đảo game này rồi anh em ơi. Cái gì đó? Ông này ông đang tính thao túng thế giới nhưng mà ông bị bọn kìa. Sorry nha, sorry bị cắt ngang đó. Là ông này ông bị tụi người ngoài hành tinh nó hết tay trên đó. Nhưng mà anh em có coi, anh em có coi cái phim Ngày Độc Lập không? Chút xíu nữa cuối game nó sẽ có một cái đoạn, có đoạn rất là giống trong phim nha. Kìa, chạy bom đéo tới. Bắn ấy đi, bắn đi, ta bắn thằng này cho. Trời ơi. Sắp giải phóng rồi anh em ơi. Trời ơi. Có vậy mà cũng làm được. Nè, xuống lấy súng nhanh đi. Bạn ơi, chạy lên đây. Có bắn. Đáng thiệt chứ. Không hiểu. Đúng rồi. Ủa mà sao không thấy máu của quái đâu ta? Không, game này sẽ không thấy máu được, máu của quái. Bà, đứng bắn đi. Ơ kìa, có thế mà cũng làm được. Có kẹo bom rồi. Bạn có bom kìa, bạn trèo lên đấy. Trèo lên nóc nhà này. Đấy, quăng lên. Bạn ơi, nó xả súng bạn ơi.
đứng ở giữa. Nó gần chết hay gì á? Ai ok. Gần chết hay sao á? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó gần chết rồi, nó chơi cùn ấy. Chơi cùn. Mấy con boss này nó cùn lắm. Bạn ơi. Không không, nó còn ráp thêm một cái máy bay bự nữa. Từ từ. Ok nha. À, bạn tôi dùng từ chơi cùn. Mẹ, người ta tướng mà bạn kêu chơi cùn. Cùn với đái chơi chơi cùn. Rồi bạn ơi, sẽ có binh lính họ hỗ trợ mình. Binh lính hỗ trợ mình luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, ok kìa, sao không di chuyển được? Bạn cứ bấm cho gì? Bạn cứ bấm ra ngoài màn hình. Tao đâu có bấm gì đâu. Rồi bạn không bấm gì hết. Đấy, binh cái lính. Gì vậy trời? Binh lính nó sẽ hỗ trợ mình nha. Cái gì vậy trời? Bấm ship đi bạn. Né ra. Gì tới công chuyện luôn chứ. Không cần bắn binh lính đâu nha, binh lính nó đang hỗ trợ mình á. Trời ơi. Bắn hết nóc anh em ơi. Trời ơi. Yeah. Này nha, anh em để ý này, cái cảnh tượng này này. Xem nó có giống trong phim không nha. Đó. Tôi coi phim này đó mà tôi ấn tượng đến bây giờ luôn. Có phim gì? Phim ngày ngày độc lập. Kiểu ông ấy là làm trong trong quân đội ấy. Ông nói lời từ biệt với con trai của ông, xong là ông quyết định là ông đâm vô cái máy bay để mà nó nổ. Là ông hy sinh. Tướng cho ăn ốp rồi phá đạo. Ủa, phá đạo luôn ấy hả? Đúng rồi. Cái gì vậy, nhanh vậy trời, chứ nữa bạn đã kêu lâu. Ok. Có những con game thì nó nhanh, nó phá đảo nhanh, có những con game thì nó hơi lâu, chơi chắc mất 1-2 ngày. Nếu mà chơi liền liền thì sẽ nhanh thôi, nhưng mà kiểu mà chơi dài lâu quá thì nó không hay. Bây giờ chơi game gì bạn? Bạn muốn chơi game gì? Hỏi mọi người xem, người thích xem game gì?